Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hòa Bình, điểm du lịch an toàn hấp dẫn. Agribank chi nhánh Tân Lạc đồng hành cùng nông dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Pfizer có thể sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 vào cuối tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong 60 năm qua, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã có bước trưởng thành về mọi mặt. Các chương trình tham gia các kỳ hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực đạt được nhiều huy chương. Đoàn đã xây dựng được đội ngũ diễn viên, biên đạo vững vàng về chuyên môn nghệ thuật, hàng năm phục vụ biểu diễn các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước, biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh với tổng số trung bình 120 buổi một năm. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, cán bộ, nghệ sĩ, công nhân viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong thời kỳ mới, xây dựng được cơ chế phát hiện, thu hút tài năng nghệ thuật ngay từ cơ sở, làm tốt công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể như nghiên cứu sưu tầm những làn điệu dân ca dân vũ truyền thống của các dân tộc trong tỉnh để quảng bá giới thiệu đến khán thính giả, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp. Ngày 17 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức chương trình liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tham gia liên hoan có 10 đội tuyên truyền đến từ các huyện thành phố trong tỉnh. Các đội sẽ trải qua 4 phần thi, bao gồm trưng bày giới thiệu hình ảnh, mô hình bảo vệ môi trường, chào hỏi dạ hội thời trang bảo vệ môi trường, thuyết trình và tiểu phẩm truyền thông. Thông qua liên hoan góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Qua đó khơi dậy tiềm năng, ý tưởng sáng tạo, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Vùng động lực của tỉnh gồm huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình và một số xã huyện Lạc Thủy thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư nhất toàn tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, toàn vùng đã có 755 doanh nghiệp đăng ký thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trong vùng lên 2.923 doanh nghiệp, bằng 80,7% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từ năm 2018 đến nay, đã có 107 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án trong vùng động lực hiện nay là 418 dự án, chiếm hơn 70% tổng số dự án trong toàn tỉnh. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất linh kiện điện tử, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Các doanh nghiệp dự án đang hoạt động trong vùng động lực đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng nói riêng, của toàn tỉnh nói chung. Giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm tỉnh Hòa Bình giải quyết việc làm cho trên 16,3 nghìn lao động, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, tăng dần lao động các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị giảm, năm 2020 còn 2,6%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề, lao động qua đào tạo tăng so với đầu nhiệm kỳ. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Hòa Bình phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 63%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25%, tạo việc làm mới cho 16.000 lao động một năm. Tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động trong nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng mềm, tính kỷ luật, kỷ cương trong lao động. Đến nay, toàn tỉnh có 3.244 mô hình dân vận khéo, tăng 1.152 mô hình so với năm 2017, trong đó lĩnh vực kinh tế 1.157 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội 961 mô hình, lĩnh vực an ninh quốc phòng 724 mô hình. Đặc biệt, toàn tỉnh có 632 mô hình hiệu quả được nhân rộng. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục hướng trọng tâm phong trào vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
phát triển kinh tế xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, gắn thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm đưa phong trào thi đua dân vận khéo ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện Kim Bôi đã xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm có sự tham gia của các doanh nghiệp và hợp tác xã. Tỷ lệ giá trị sản xuất nông nghiệp được sản xuất dưới hình thức hợp tác xã liên kết đạt gần 25%. Toàn huyện Kim Bôi hiện có 13 hợp tác xã, 14 doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi sản phẩm với diện tích trên 410 ha. Sự chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất an toàn lao động đã góp phần phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Kim Bôi. Huyện Kim Bôi đang tiếp tục huy động các nguồn lực, hỗ trợ định hướng cho người dân phát triển sản xuất, đặc biệt chú trọng thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới, nhằm phát triển sản xuất bền vững, mang lại giá trị bền vững cho người dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 1,8 nghìn hectare đất trồng lúa sang các cây trồng khác, chuyển đổi cây lâu năm sang trồng cây có múi đạt gần 50 hectare. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo các công thức luân canh phù hợp trên đất lúa sẽ nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp các huyện, thành phố chỉ đạo mở rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm có giá trị cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải tạo vườn tạp thành những vườn cây có giá trị, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thưa quý vị và các bạn, Hòa Bình là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch. Hưởng ứng chương trình này, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể để chung tay kích cầu du lịch nội địa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Tạ Ánh Tuyết đến khu vực vùng Hồ Hòa Bình để tham quan trải nghiệm. Điểm đặc biệt thu hút chị khi đến khu vực homestay ở xóm Ké, xã Hiền Lương là lòng mến khách của người dân địa phương với màn chào đón du khách và những tiếng cồng, chiêng mang đậm bản sắc dân tộc. Nhằm thu hút nhiều khách đến tham quan nghỉ dưỡng, các hộ kinh doanh homestay trên địa bàn huyện còn chủ động thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mãi cho du khách như giảm 15% giá phòng, phục vụ bữa ăn sáng miễn phí cùng nhiều trải nghiệm thú vị với nét văn hóa đặc trưng của người dân bản địa nơi đây. Lần đầu tiên tôi được đến Hòa Bình thì tôi cũng biết là Hòa Bình là có rất là nhiều các điểm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên hôm nay thì tôi được trải nghiệm đi trên thuyền trên dòng sông Đà thì phong cảnh rất là hữu tình. Khi mà đi đến xóm Ké này thì được người dân bản Mường ở đây đón chào vào những cái điệu cồng chiêng rất là sôi nổi mà làm cho du khách rất là hấp dẫn. Sau đó thì mọi người đưa đi tham quan các cái nhà sàn ở khu vực ở nơi đây. Nhà sàn cũng rất là đẹp và du khách có thể ở đây để trải nghiệm cái dịch vụ ở đây và ngắm nhìn dòng sông thơ mộng. Hòa Bình là một trong những điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo lượng khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng bởi cảnh quan thiên nhiên nơi đây đa dạng và phong phú, mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương với những điểm tham quan hấp dẫn như xóm Đá Bia, xóm Ké, Mai Châu, Hideaway. Đây trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều khách du lịch với môi trường an toàn, thân thiện. Thu hút được khách về địa phương nhiều hơn thì bên homestay cũng đang có những chương trình cũng như khuyến mại hoặc là những chương trình xây dựng những chương trình mà để quảng cáo để làm quảng bá tới các công ty lữ hành nội địa để thu hút khách về tại bản nhiều hơn, tiện đưa các bạn trẻ đến trải nghiệm xây dựng những cái nét văn hóa của người Mường để cho các bạn trẻ được tìm hiểu về văn hóa người Mường hoặc là những trải nghiệm ở trên sông hoặc là những cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương ở đây. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến Hòa Bình giảm mạnh,
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đón khoảng 1,3 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế 160.000 lượt, đạt trên 57% so với cùng kỳ năm 2019. Khách nội địa trên 1,1 triệu lượt, đạt trên 51% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 970 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2020, tỉnh đã xây dựng 9 điểm du lịch cộng đồng, trong đó có 3 sản phẩm đạt chất lượng từ 3 đến 4 sao. Ngành du lịch phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Nhằm phát huy những lợi thế và tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình để thu hút khách du lịch, thì đầu tiên thì tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung vào đầu tư phát triển hạ tầng. Cụ thể là trong cuối năm 2020 này thì đường giao thông đường 435 nối từ đường 6 quốc lộ số 6 đến vùng lõi khu du lịch Hòa Bình sẽ hoàn thành, và đây là một cái điểm nhấn trong năm 2020 để thu hút nhiều nhà đầu tư đến để phát triển những sản phẩm du lịch mới của tỉnh Hòa Bình. Tôi muốn gửi một cái thông điệp đến tất cả những người dân Việt Nam rằng Hòa Bình là một điểm đến rất là thân thiện, an toàn và hấp dẫn. Nhằm kích cầu du lịch nội địa, hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch xây dựng các gói kích cầu theo phương châm giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ, đồng thời có chính sách hỗ trợ du khách, bảo đảm đa dạng, thiết thực. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Agribank chi nhánh Tân Lạc đồng hành cùng nông dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Diện mạo mới về một môi trường nông thôn xanh sạch đẹp ở khu dân cư kiểu mẫu thôn Đồng Bầu, xã An Bình, huyện Lạc Thủy. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là cầu nối giúp nông dân làm ăn kinh tế hiệu quả, trong thời gian qua, từ nguồn vốn của Agribank chi nhánh Tân Lạc đã giúp nhiều nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng sản xuất bưởi đỏ, loại cây thế mạnh của huyện. Qua đó, Agribank đã trở thành ngân hàng quen thuộc với nhiều nông dân và là người bạn đồng hành cùng nông dân Tân Lạc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là vườn bưởi rộng 3,5 ha của ông Vũ Văn Bình, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc. Vườn bưởi này dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 40 tấn quả. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù giá bưởi có giảm, nhưng theo ông Bình, sau khi trừ chi phí sẽ cho thu nhập khoảng 600 đến 700 triệu đồng. Theo ông Bình, nếu như trước đây gia đình trồng các loại cây như mía, chuối, bí, chanh, thu nhập bấp bênh, thì từ khi đầu tư vào trồng bưởi, cuộc sống gia đình đã khá lên nhờ sự giúp đỡ về nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc. Nhờ vậy, sau 8 năm vườn bưởi của gia đình ông Bình đã bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định. Cái vốn của ngân hàng nông nghiệp này thì từ xưa nên tôi làm kinh tế, làm phát triển trồng bưởi thì bắt đầu đầu tư rồi, tôi thẳng ngân hàng hết. Khả năng hết năm nay, sau năm tôi mở hợp tác xã, rất là muốn cái vốn của ngân hàng ưu đãi cho trồng cây, vì cái trồng cây này không ai thì nói trước được. Nó rất hiệu quả, nhưng mà chẳng may là thiên tai lũ bão thì có thể là ngân hàng để châm chiếc cho mình cái lãi như thế nào đấy để cho mình nó hiệu quả hơn. Thủ tục để nói là giảm bớt cho mình để mình làm nó dễ. Trong những năm qua, Agribank chi nhánh Tân Lạc luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cho vay, chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhờ đó, nhiều gia đình nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng dư nợ cho vay của Agribank chi nhánh Tân Lạc đạt 784 tỷ đồng với 7.818 khách hàng. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 90%, nguồn vốn huy động đạt 561 tỷ đồng. Để quản lý hiệu quả nguồn vốn cho vay, Agribank chi nhánh Tân Lạc luôn chú trọng thực hiện tốt công tác thẩm định, tăng cường giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng sau khi giải ngân, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên phối hợp với tổ trưởng tổ vay vốn, hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích. Do đó, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát, đảm bảo an toàn vốn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Agribank chi nhánh Tân Lạc đã chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi tiền vay nhằm duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, thì Agribank chi nhánh Tân Lạc tiếp tục ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tập trung xây dựng chiến lược phát triển theo các chương trình dự án nông nghiệp, nông thôn trọng điểm,
chú trọng mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, áp dụng linh hoạt các biện pháp đảm bảo tiền vay, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn của khách hàng, củng cố và phát triển vốn vay thông qua các tổ vay vốn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa phương, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để vừa đảm bảo tính thanh khoản, vừa đảm bảo đủ nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng hợp lý và an toàn. Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Agribank chi nhánh Tân Lạc sẽ đẩy mạnh các giải pháp huy động nhằm tăng trưởng nguồn vốn, củng cố và nâng cao thị phần, tập trung ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm đảm bảo tất cả khách hàng theo Nghị định số 55 đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay đều được đáp ứng đầy đủ kịp thời về nguồn vốn. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ vừa cho biết họ có thể sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Mỹ sớm nhất là vào cuối tháng 11. Pfizer đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 một loại vaccine mà công ty này đang cùng hợp tác với công ty BioNTech của Đức phát triển. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla cho biết, Pfizer đang nỗ lực đáp ứng 3 điều kiện chính để có được cấp phép sử dụng công khai vaccine COVID-19. 3 điều kiện này là vaccine phải an toàn, hiệu quả và được sản xuất nhất quán theo tiêu chuẩn cao nhất. Theo ông Bourla, Pfizer có thể xác định được tính hiệu quả của vaccine vào cuối tháng 10 và có khả năng sẽ nhận được dữ liệu an toàn cần thiết vào tuần thứ 3 của tháng 11. Pfizer sẽ nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngay sau khi đạt được cột mốc an toàn. Vaccine do Pfizer phát triển là một trong những loại vaccine đi đầu trong số những loại vaccine đang được phát triển trên khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiến hành vận động tranh cử ở bang Florida lần thứ 2 trong tuần này. Đây là bang mà ông Trump đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn các đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 4 năm. Phát biểu trước cử tri tại cuộc meeting ở bang Florida, Tổng thống Trump cho biết một loại vaccine phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả sẽ được phân phối trước cuối năm nay. Ông Trump hứa hẹn các quan chức cấp cao sẽ là những người đầu tiên được sử dụng vaccine, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là ưu tiên hàng đầu của ông ngay từ đầu. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ ở bang Florida hơn 1%. Bang Florida sở hữu 29 phiếu đại cử tri, con số lớn thứ 3 ở Mỹ. Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi vừa bắt đầu quá trình trao đổi hơn 1.000 tù nhân. Hoạt động này sẽ do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế giám sát. Theo hãng tin AFP, những chiếc máy bay đầu tiên đã khởi hành từ thủ đô Sanaa, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Điểm đến của một trong số các máy bay này là thành phố Abha ở Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, các máy bay khác sẽ khởi hành từ Abha và thành phố Sejun do chính phủ Yemen kiểm soát. Theo thỏa thuận, Houthi sẽ thả khoảng 400 tù nhân, trong đó có 15 binh sĩ của Ả Rập Xê Út và 4 người Sudan. Phía Liên quân Ả Rập sẽ phóng thích 681 tay súng Houthi. Chính phủ Yemen và Houthi đang nỗ lực đàm phán để trao đổi khoảng 15.000 người bị bắt giữ như một phần trong thỏa thuận hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian tại Thụy Điển vào năm 2018. Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác ở Biển Đông. Truyền thông địa phương cho rằng quyết định này sẽ giúp Trung Quốc có thể tiến hành thăm dò tài nguyên trên biển trong hợp tác chung với Philippines. Bộ Năng lượng Philippines thông báo, Tổng thống Duterte đã chấp thuận nối lại hoạt động thăm dò dầu khí, khí đốt tự nhiên và các tài nguyên khác ở 3 khu vực trên biển, trong đó có một khu vực xung quanh đảo Palawan ở phía tây của nước này. Trước đó, cựu Tổng thống Benigno Aquino đã tạm dừng tất cả các hoạt động thăm dò ở các khu vực nói trên nhằm phản đối việc Trung Quốc gia tăng hoạt động hàng hải trên biển. Tuy nhiên, năm 2018, Philippines và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc cùng hợp tác thăm dò tài nguyên trên biển. Hai bên đã thảo luận về phương pháp hiện thực hóa kế hoạch này. Theo biên bản ghi nhớ, việc Philippines dỡ bỏ lệnh cấm là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động thăm dò chung giữa hai nước. Một công ty kỹ thuật công nghệ của Mỹ vừa chế tạo thành công một chú robot cá heo siêu thực tế. Mẫu robot này có thể tương tác với con người như cá heo thật. Với giá trị từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ, chú robot cá heo này có thể di chuyển, bơi và mỉm cười giống như một con cá heo thật. Công ty SG Innovation hy vọng robot cá heo sẽ là giải pháp thay thế cho những con cá bị nuôi nhốt trong bể. Chúng tôi nhận ra rằng ý tưởng sử dụng robot thay vì sử dụng động vật sống sẽ khuyến khích chúng tôi tạo ra những nhân vật thực sự đáng yêu. Chúng tôi muốn dùng nó để thay thế cho những con cá bị nuôi nhốt.
Công ty trên cũng cho rằng một ngày nào đó công nghệ này có thể mang đến trải nghiệm khó quên, không chỉ với robot cá heo, mà có thể là cá mập điều khiển từ xa, hoặc thậm chí các loài bò sát đã tuyệt chủng từ kỷ Jura. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là cách làm thiết thực gắn liền với đời sống nhân dân. Trong quá trình này, với những người vốn quen với dãi dầu sương gió cũng hăng hái vào cuộc, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, từng bước làm nên diện mạo mới về một môi trường nông thôn, xanh sạch đẹp. Phóng sự được ghi nhận từ thôn Đồng Bầu, xã An Bình, một xã vùng sâu của huyện Lạc Thủy. Đã thành thông lệ, cứ chiều đến, không ai bảo ai, người dân thôn Đồng Bầu, xã An Bình, huyện Lạc Thủy lại cùng nhau ra tuyến đường của thôn để dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa hai bên đường. Từ ngày triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhiều tuyến đường ở thôn Đồng Bầu trở nên khang trang sạch đẹp hơn. Nhân dân ai cũng muốn đời sống được nâng lên, làng quê được khởi sắc, nên dù bận rộn với công việc đồng áng, nhưng mọi người đều sắp xếp công việc gia đình để làm việc chung của thôn xóm, cùng chung sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cái cơ bản nhất tức là do cán bộ và các cái đầu ngành tức là tuyên truyền vận động đến từng bà con hiểu biết được cái việc tức là xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới cho ai? Tức là xây dựng mới là cho chính bản thân những người tức là dân, và người dân là những người được hưởng lợi trong cái việc tức là xây dựng nông thôn mới. Thế thì được cái là thôn chúng tôi thì rất là ít hộ thôi, nhưng mà bà con nói chung là cũng nhận thức sâu sắc về cái việc tức là xây dựng nông thôn mới. Mà đặc biệt đến cái năm 2020 là cái mục tiêu của chúng tôi tuyên truyền nhân dân tức là về cái đặc biệt là cái vệ sinh môi trường. Qua tuyên truyền, người dân trên địa bàn xã đã nhận thức được việc xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu là phục vụ chính mình, giúp kinh tế hộ phát triển, công tác vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Bước đầu, hình thành nét văn hóa cộng đồng nông thôn mới văn minh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. Ý thức chấp hành các quy ước, hương ước, pháp luật của người dân được nâng lên. Mối quan hệ đoàn kết xóm làng cũng ngày càng được gắn kết hơn. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt cái 19 tiêu chí nông thôn mới. Và cái đổi thay nhất đó là thứ nhất là cái tư duy của người dân đã tích cực hưởng ứng phong trào. Cái thứ hai là tranh thủ các cái nguồn lực hỗ trợ của nhà nước thì chúng tôi đã tập trung xây dựng cái cơ sở hạ tầng nông thôn. Cho đến hôm nay thì có thể nói là tất cả các cái cơ sở về điện, đường, trường trạm, rồi là hệ thống thủy lợi tưới tiêu của xã An Bình đều đã đạt được tiêu chí của nông thôn mới. Thế và cái quan trọng nữa đó là chúng tôi đã tổ chức để chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi và phát triển kinh tế. Không chỉ có những nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, mà điều dễ nhận thấy tại đây chính là người dân đã dần hình thành thói quen và xây dựng nếp sống văn minh, tạo môi trường sống sạch đẹp, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Các mô hình sản xuất hiệu quả ngày một nhiều và được nhân rộng. Đây cũng chính là nền tảng giúp người dân giảm nghèo bền vững, đời sống được nâng cao và phát triển toàn diện. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.